Xin chào tất cả các ông bố bà mẹ đã đến với video ngày hôm nay của shop mẹ bé chị Thảo ạ. Với chăm sóc một em bé nhỏ rất vất vả luôn, đặc biệt là về hệ tiêu hóa của con. Thì làm sao để cho hệ tiêu hóa của con khỏe mạnh trong quá trình phát triển của bé chăm sóc từ sơ sinh? Đó chính là bổ sung men vi sinh cho bé. Men vi sinh và men tiêu hóa, men vi sinh các mẹ có thể bổ sung thời gian kéo dài được. Nhưng với men tiêu hóa cho con, các mẹ bổ sung nếu thời gian kéo dài sẽ dẫn đến vấn đề con phụ thuộc. Và lựa chọn dòng men vi sinh nào để tốt cho con thì xem hết video này của shop mẹ bé thì Thảo nha. Với dòng men Tempimot, hôm nay shop mẹ Thảo muốn giới thiệu với các ông bố bà mẹ của chúng ta ở đây, đó chính là dòng men Tempimot của Ba Lan. Bạn này là cái dòng được nhập khẩu nguyên hộp tại Ba Lan. Nó có tem tích điểm và tem phụ đầy đủ của nhãn hàng Titati phân phối về thị trường Việt Nam. Có một cái hình chữ nhật rất là dễ thương và màu xanh rất là mát mắt. Bạn này sẽ có tem phụ ở bên hông để phân liều và chia cho các ông bố bà mẹ chúng ta dùng đúng nhất cho con. Với tem phụ ở bên hông sẽ giúp hướng dẫn chúng ta tìm hiểu thêm về sản phẩm bên này thật là kỹ lưỡng hơn, từ thành phần cho đến liều uống cho con phù hợp nhất cho bé như mình. Và với dòng men Tempimot của Ba Lan thì vô cùng ok, chất lượng và xịn sò luôn. Được nhập khẩu nguyên hộp tại Ba Lan là cái đầu tiên này. Cái thứ hai là an toàn dành cho bé từ 0 tháng tuổi trở đi, hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa như là tiêu chảy, táo bón, phân sống phân tanh của con. Khi mà bé uống kháng sinh ấy, nó giảm các cái vấn đề như là sôi bụng, đầy hơi, trúng bụng, tiêu chảy của bé rất là tốt luôn. Và cái vấn đề rối loạn tiêu hóa của con thì ảnh hưởng đến cái quá trình phát triển của bé. Bé sẽ không tăng cân được, bé ăn bé sẽ không hấp thu, bên cạnh đấy bé sẽ gặp hay mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa của con, hay gặp các vấn đề về bệnh cho bé, bởi vì 80% kháng thể được sản sinh ra hệ vi sinh đường ruột của bé. Khi hệ tiêu hóa của con khỏe mạnh thì con sẽ ít ốm vặt hơn, con sẽ ăn, con tăng cân. Bên cạnh đấy con sẽ tiêu hóa tốt và còn phát triển cả chiều cao của con nữa đó nha. Và trong quá trình phát triển của một em bé thì nào là táo bón, tiêu chảy, quấy khóc đêm, rồi sinh lý hay ốm vặt quài xương. Đó, và những cái lúc như thế này thì các ông bố bà mẹ chúng ta đang băn khoăn không biết sử dụng sản phẩm nào để trợ lực cho con. Thì với men 10 chủng của Tempimot, nó là cái dòng men vi sinh, là cái dòng men 10 chủng được phân cấp đến cấp nhỏ nhất để hỗ trợ về cái hệ tiêu hóa của con. Trong đường ruột của trẻ nhỏ thuộc hai nhóm, đó chính là Lactobacillus và Fisherocteria. Thì bạn này nó cung cấp được tới tận hai nhóm lợi khuẩn quan trọng, đó chính là Lactobacillus và Fisherocteria. 5 chủng men của Lactobacillus và 5 chủng men của Fisherocteria cải thiện mọi vấn đề về hệ tiêu hóa của con, giảm tình trạng như là khó tiêu, táo bón, tiêu chảy của bé, khóc sợ đề của con, hay còn gọi là cái nỗi lo âu của trẻ nhỏ đấy ạ. Giảm tác dụng phụ do uống kháng sinh cho bé như mình này, giảm cái tình trạng nôn chớ của bé sơ sinh vô cùng tốt luôn, ví dụ như là nôn chớ sinh lý hay là có thắt bụng đấy ạ. Còn giúp hỗ trợ cả tăng đề kháng cho con nữa. Vai trò của men 10 chủng Tempimot, nó sẽ cung cấp những cái lợi khuẩn vào trong hệ vi sinh đường ruột cho con, cân bằng được hệ vi sinh đường ruột cho bé. Với những em bé sơ sinh, các mẹ bổ sung men vi sinh ngay từ giai đoạn đầu tiên sẽ giúp cải thiện vấn đề như là nôn chớ của con này, rồi vấn đề như là ở trua, ở hơi, ở nắm của bé, tiêu diệt những cái vi khuẩn có hại. Các lợi khuẩn Lactobacillus sẽ có cái công dụng vô cùng ok, chất lượng luôn, đó chính là tăng sinh cái khả năng axit lactic, tạo cái môi trường tiêu diệt được những cái vi khuẩn có hại xâm nhập đến cơ thể của con. Và nó còn hỗ trợ cả cái vấn đề như là giúp bé tiêu hóa hơn, giúp bé ăn ngon hơn, giúp tăng đề kháng hơn. Men Tempimot của Ba Lan nó sẽ cải thiện được vấn đề về hệ tiêu hóa của con, cung cấp tới 10 nhóm lợi khuẩn có lợi cho hệ vi sinh đường ruột, diệt những cái con vi khuẩn có hại xâm nhập đến cơ thể của con nha mình. Rất là yêu xịn sò luôn. Và như là phân sống, phân tanh, tiêu chảy, nôn trớ mới dùng cho con, mà các mẹ nên dùng ngay từ giai đoạn đầu tiên cho con, kết hợp cùng với D3K2. D3K2 thì nó giúp phát triển chiều cao, phòng ngừa quái xương cho con. Và men về chúng thì sẽ bảo vệ được cái hệ tiêu hóa của con rất là tốt luôn, ngăn ngừa được các việc rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, trúng bụng, phân sống phân tanh của con. Rất là chất lượng với cái em này. Sản phẩm này nhá, là cái dòng bảo bối dành cho các ông bố bà mẹ luôn. Cứ không phải là khi nào con mình gặp vấn đề về tiêu hóa, dùng kháng sinh điều trị các bệnh như là ho, viêm phổi, viêm họng, phế quản thì các mẹ cũng dùng cái bạn này để nó cân bằng được hệ vi sinh đường ruột cho bé trong cái quá trình uống kháng sinh. Nó sẽ không có tác dụng phụ đến với con nhà mình nhá. Các ông bố bà mẹ có thể tìm hiểu bạn này để săn cho con. Shop mẹ bé chị Thảo có để thông tin liên hệ ở bên góc trái màn hình, các ông bố bà mẹ có thể bấm vào để liên hệ với nhân viên mẹ Thảo. Các nhân viên mẹ Thảo sẽ hỗ trợ tư vấn thật là kỹ càng cho các ông bố bà mẹ chúng ta lựa chọn được cái sản phẩm chính hãng đầy đủ cho con nhé.